Thưa quý vị, bằng tài năng, sự đam mê, tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, em Võ Trần Ngọc Di, học sinh lớp 11A2 trường Trung học phổ thông Rạch Kiến, huyện Cần Đước, là bóng hồng duy nhất của tỉnh đạt giải ba học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tin học năm học 2023-2024. Từ khi học cấp 2, Võ Trần Ngọc Vi đã có niềm đam mê mãnh liệt với môn tin học. Đến nay, em đã tham gia nhiều cuộc thi như học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, học sinh giỏi máy tính cầm tay, tin học trẻ. Tích lũy kiến thức, kinh nghiệm từ những cuộc thi đã qua, cùng với nỗ lực học tập trau dồi, khám phá kiến thức mới, Ngọc Vi đã xuất sắc trở thành một trong hai học sinh của tỉnh đạt giải ba ở môn thi này. Em rất là vui khi mà đạt được một cái giải thưởng cao như vậy, thì trong đó có sự may mắn và cũng có nỗ lực của em. Thì trong cái suốt quá trình ôn thì em sẽ lên mạng, em kiếm mấy bài tập mà nó phù hợp với cái trình độ của em hoặc là nó cao hơn trình độ của em để mà em có thể tiến bộ nhanh. Em cũng có học hỏi từ bạn bè để mà nâng cao cái tư duy của mình. Em Ngọc Vi là một đoàn viên ưu tú, một lớp trưởng nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của trường. Em cũng là một học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Và cái việc mà em tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia cũng như là đạt giải 3 môn tin học sinh quốc gia thì là một điều rất đáng tự hào cho thầy và trò trường Trung học phổ thông Rạch Kiến. Hiện em Võ Trần Ngọc Vi đang tích cực ôn luyện để tham gia cuộc thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh diễn ra vào cuối tháng 3 sắp tới.